Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sập dự án xây tượng đài ông Hồ ở Đức, lộ thế lực ngầm hiểm ác phía sau. Phía sau lưng tôi đây, đây chính là một khu vực rất xanh của Berlin, nơi ông Hồ Chí Minh từ những năm 50 đã tới đây để thăm nước Đức và tặng những con thú. Và sự việc đó đã diễn ra rất lâu rồi. Cũng khoảng thời gian đó, ông Hồ cũng đã đến Moritzburg, là một thành phố cách đây khoảng hơn 100 km. Tại đó, ông đã thăm những học sinh của Việt Nam được đưa từ Việt Nam sang Đức học tập và tránh chiến tranh. Sau khi bản tin của Thời báo đã đăng về thất bại của dự án xây dựng khu tưởng niệm và tượng đài Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 5, thì dư luận khắp nơi đã phản ứng rất tích cực. Có nhiều thông tin thích những bản tin như vậy vì nó đi vào thực tế và miêu tả sự việc một cách chân thật nhất, nhưng cũng rất nhiều người không thích và để lại những bình luận đầy tính chất hăm dọa. Có người thì cho rằng chủ doanh nghiệp nhà hàng ăn nhanh ông Võ Văn Long là người đã đưa ra ý tưởng xây dựng khu tưởng niệm tượng đài Hồ Chí Minh ở Đức, đã bạo tay chi tiền dựng tượng hoặc nhà sàn của ông Hồ tại Đức là đúng, vì với họ ông Hồ được tôn sùng như một vị thánh sống đang được ướp ở lăng Ba Đình. Vì tại Việt Nam, theo các bạn cũng đã biết, hình ảnh những vị lãnh tụ này đều được trau chuốt, những gì họ cho rằng không phù hợp thì họ xóa đi, và họ đưa những thông tin mang tính chất tuyên truyền sâu rộng trong mọi miền của đất nước, đưa vào sách giáo khoa để dạy những học sinh từ lớp phổ thông cơ sở, trung học, đại học và những dự án nghiên cứu rất tốn kém. Nhưng cũng có những người khác họ hiểu biết hơn, thì việc tôn thờ lãnh tụ sẽ đem đến cái nguy hiểm của một thể chế độc tài sẽ tiếp tục phát huy và kìm kẹp, làm cho đất nước Việt Nam không thể phát triển được. Đặc biệt là những người đã từng ra nước ngoài và ngay cả đến tại Đức như ở đây thì họ cũng nhận ra điều đó. Và nhiều người cũng đã ủng hộ việc không xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh tại Đức. Nhưng cũng có những luồng dư luận cho rằng quê hương Quảng Bình, nơi ông Võ Văn Long đã sinh ra, thì còn rất nghèo, có thể dùng số tiền mà ông có thể tài trợ xây tượng đài đó đem về quê hương để giúp xây dựng bệnh viện, trường học, làm cầu, làm đường và giúp những con em Quảng Bình đang khó khăn để chúng có thể cắp sách được đến trường, những người già cô đơn được giúp thêm về mặt vật chất và tinh thần, nó sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Và bản thân trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ông mất cũng ghi rất rõ rằng xác của ông phải được thiêu đi và giải ra ba miền, không làm lăng tẩm làm gì. Nhưng cuối cùng thì Đảng vẫn quyết định làm ngược lại với di chúc của ông Hồ Chí Minh, trong khi họ vẫn luôn nói rằng phải học tập tư tưởng, đạo đức và lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thế là họ huy động tiền của công sức xây dựng một cái lăng rất lớn ở ngay giữa quảng trường Ba Đình để ướp xác của ông, điều mà ông không hề mong muốn. Và họ cũng dùng hình ảnh của cái lăng đó để tiếp tục là một thứ tuyên truyền cai trị người dân Việt Nam. Và cũng có thông tin cho rằng phải chăng khi không dựng được những tượng đài lớn của ông Hồ tại Đức thì có thể xây dựng một cái nhà sàn nhỏ tương tự như ở Hà Nội để cho người dân khắp nơi trên thế giới và Đức khi tới đó để thăm xem những hiện vật của ông đã từng có ở Đức hoặc những hoạt động của nhà lãnh đạo cộng sản này. Tuy nhiên, báo chí Đức miêu tả điều đó và họ đặt câu hỏi rằng liệu có nên hay chăng xây dựng một tượng đài cho một nhà độc tài như ông Hồ Chí Minh. Và tờ Thời báo.de chỉ đưa đăng tải những thông tin mà báo chí Đức đã đưa ra, mà rất nhiều người dân Việt Nam ở Đức và các nơi trên thế giới không thể đọc được tiếng Đức, họ không hiểu. Mặc dù vậy thì có vô số các bình luận nguy hiểm, lời đe dọa, ám sát, giết chết, bắt cóc nhà báo Lê Trung Khoa vì dám đăng về sự thất bại trong việc xây dựng khu tưởng niệm tượng đài Hồ Chí Minh ở thành phố Moritzburg thuộc nước Đức. Và sau đây là những bình luận như vậy. Những bình luận kinh hoàng. Sau khi đăng bản tin sự sụp đổ của dự án xây khu tưởng niệm tượng đài Hồ Chí Minh ở Moritzburg, một người tên là Bùi Định nói rằng thằng này đem bắn bỏ cho đỡ bực, một khi nghe nó nói. Thì đây quả thực là những lời lẽ của những người dường như rất ít hiểu biết và họ sẵn sàng sử dụng bạo lực. Và điều nguy hiểm hơn, chỉ vì một bản tin xây dựng tượng đài của Hồ Chí Minh ở Đức không thành công mà họ đã trở nên cực đoan đến như vậy, sẵn sàng bắn bỏ phóng viên.
đây là sự đe dọa giết người trực tiếp và nó có thể cấu hình thành tội hình sự tại Đức. Như vậy mới biết tượng đài Hồ Chí Minh nguy hiểm như thế nào với người dân tại nước Đức. Một người khác tên là Thư Vũ thì nói rằng: "Mày có phải là người Việt không?" đầy hăm dọa. Phóng viên Lê Trung Khoa vẫn mang quốc tịch Việt Nam, ông ta vẫn là người Việt. Tuy nhiên, tại Đức thì có tự do báo chí, tự do biểu đạt và tờ Thời báo .de đã đăng ký là một công ty truyền thông độc lập, cho nên luôn đăng tải những bản tin không theo định hướng của nhà cầm quyền Việt Nam mà chỉ tôn trọng sự thật và tự do truyền thông mà thôi. Nó không hề liên quan đến gốc gác, dù người đó có là người Việt Nam, người Đức hay bất cứ nước nào khác. Khi hoạt động báo chí ở đây thì chỉ cần tôn trọng luật pháp ở đây, ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Những người nào viết trên blogger, Facebook hoặc những phương tiện truyền thông khác trái với ý của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể bị đánh đập, bỏ tù và đe dọa như vậy. Lại một lần nữa, tượng đài Hồ Chí Minh ở Đức gây nguy hiểm cho phóng viên, báo chí đang hoạt động ở Đức và châu Âu. Một người tên là Nguyễn Tuấn Kiệt thì nói rằng: "Ông ơi, bác Hồ Chí Minh của chúng tôi thờ và tôn trọng. Còn ở nước ngoài có thể tên bác hay không là không quan trọng. Ông không nên nói những điều không tốt." Người này lại một lần nữa không hiểu về tự do báo chí, tự do biểu đạt rất quan trọng được ghi ở hiến pháp của Đức cũng như các công ước quốc tế mà bản thân Việt Nam cũng đã ký kết. Tuy nhiên, dường như sống quá lâu trong một chế độ độc tài, độc đảng, họ không được phép nói và không được biết những điều thực tế đang xảy ra trên thế giới. Cho nên, khi đụng đến ông Hồ Chí Minh, một người mà họ tôn thờ, thì dường như đó là một sự xúc phạm giống như vào một tôn giáo mà họ đang theo. Nhưng ở Đức và trên thế giới thì nó hoàn toàn khác. Quả thật, tượng đài này chưa xây dựng mà đã gây ra những tranh cãi dữ dội và đầy nguy hiểm trong cộng đồng người Việt Nam. Một người khác tên là Trần Ngọc thì nói tiếp: "Thằng này về Việt Nam sẽ ăn đòn ngay." Lại cũng vì cái tượng đài Hồ Chí Minh mà sinh ra những lời lẽ cay độc, cực đoan đến như vậy với những phóng viên báo chí của Đức. Nếu đọc những thông tin như thế này thì người dân Đức có thể hiểu rằng phải chăng ở Việt Nam đang sống với quá nhiều những người mà sự hiểu biết của họ rất khác so với thế giới. Và họ sẵn sàng dùng bạo lực để tấn công những tiếng nói khác, những suy nghĩ khác khi nó không đồng quan điểm với họ. Tượng đài Hồ Chí Minh thật nguy hiểm. Một người tên là Hoàng Phú thì nói rằng: "Chắc phải trùm bao tải bắt ông này về cho vào tù, không bao giờ thả ra." Vậy là họ đã thay mặt tòa tuyên án một phóng viên báo chí và sẵn sàng bắt cóc, giống như vụ ông Trịnh Xuân Thanh năm 2017 đã bị Bộ Công an Việt Nam và người đứng đầu là ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm tổ chức bắt cóc tại Đức, sau đó đưa sang Séc, Slovakia và đưa về Việt Nam. Vụ án này cho đến nay vẫn gây ra những hậu quả rất lớn trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Và kể từ đó đến nay thì các chính trị gia cấp cao của Việt Nam, hàng tứ trụ, chưa hề được nước Đức mời quay lại Đức để thăm chính thức nước này. Và với cách ăn nói như thế thì họ không coi luật pháp của nước sở tại ra gì. Điều này đặt câu hỏi, có thể đến lúc nào đó, khi có điều kiện thì họ sẵn sàng tiếp tục vi phạm bắt cóc nhà báo Lê Trung Khoa. Qua làn sóng bình luận đe dọa nguy hiểm như thế thì mới đánh giá được thế lực ngầm rất mạnh đứng phía sau ủng hộ ông Võ Văn Long là ông chủ của hệ thống nhà hàng, khi ông đầu tư xây dựng dự án khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Đức. Và nếu điều này trở thành sự thực, những lời đe dọa giết chết nhà báo khi đăng những bản tin như vậy tại Đức, thì bản thân ông Võ Văn Long là người khởi nguồn dự án này có thể bị các cơ quan điều tra đặt câu hỏi mục đích sự thật cho việc triển khai dự án đầy nguy hiểm này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin sập dự án xây tượng đài ông Hồ ở Đức, lộ thế lực ngầm hiểm ác phía sau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.